Ngày nay, với sự tiến bộ của khoa học công nghệ, các tựa game thế giới giả lập đã đạt đến mức tinh vi, chúng trông thật đến mức khó nhận biết được đâu là thật và đâu là ảo. Chính vì vậy mà câu hỏi liệu chúng ta có đang sống trong một thế giới giả lập được cộng đồng thế giới bàn luận một cách sôi nổi. Những thế giới ảo như vậy và các quy tắc của chúng có thể được lấy từ thế giới thực, ví dụ như quy tắc trọng lực, địa hình, hành động dòng thời gian thực và giao tiếp. Ngoài những tựa game về thế giới ảo còn có những bộ phim điện ảnh về thế giới ảo, làm tăng thêm sự phong phú và chân thực. Một câu hỏi lớn mà con người đã luôn đấu tranh để tìm kiếm câu trả lời từ rất lâu, trước khi bộ phim Ma Trận ra đời, đó là liệu con người đang tồn tại hay chỉ đang sống trong một thế giới ảo mô phỏng. Giả thuyết thế giới giả lập cho rằng, khoa học kỹ thuật mấy trăm nghìn năm sau sẽ có thể tạo ra cuộc sống hiện tại của con người và tất cả mọi thứ trong tâm thức của chúng ta chỉ là sản phẩm đến từ việc giả lập của máy tính. Giả thuyết này được tin tưởng bởi một số người, bao gồm cả những người nổi tiếng như Elon Musk. Elon Musk cho biết, 40 năm trước, chúng ta mới chỉ có Pong, tựa game đầu tiên của nhân loại. Bây giờ chúng ta đã có những tựa game 3D và thậm chí là thực tế ảo. Hãy thử tưởng tượng những gì công nghệ có thể làm được trong vòng 40 năm nữa. Ông cũng đưa ra một nhận định rất đáng chú ý, đó là nếu tính theo tỷ lệ, có 1 trên hàng tỷ khả năng có thể xảy ra mà chúng ta không sống trong một thế giới mô phỏng. Điều đó có thể được hiểu rằng Elon Musk khá chắc chắn rằng chúng ta đang sống trong một thế giới ảo mô phỏng. Dường như Elon Musk đã tin rằng chúng ta đang sống trong thế giới ảo mà chúng ta không hề nhận ra điều đó. Tuy nhiên, hiện tại chưa có bất kỳ chứng minh nghiêm túc hoặc đủ điều kiện để hỗ trợ giả thuyết này. Lỗ hổng lớn của giả thuyết này là nó không thể giải thích được cách chúng ta có thể chứng minh tính thật của thế giới xung quanh chúng ta. Theo nhà triết học tự nhiên Marcelo Gleiser, giáo sư vật lý và thiên văn học tại Đại học Dartmouth, người từng đoạt giải thưởng Templeton cho rằng giả thuyết loài người đang sống trong một thế giới giả lập bởi phần mềm máy tính chỉ là cái cớ để biện minh cho những thất bại về môi trường, đạo đức xã hội. Con người phải chịu trách nhiệm về những gì chúng ta đã gây ra cho trái đất và gánh hậu quả từ hoạt động của mình. Thế giới đã trải qua nhiều biến động trong những năm gần đây, từ bất ổn chính trị, suy thoái kinh tế, xung đột vũ trang đến đại dịch toàn cầu, khiến hàng triệu người thiệt mạng và vẫn tiếp tục diễn biến khó lường. Vì vậy, nếu thật sự con người sống trong thế giới giả lập, có lẽ những bậc thầy mô phỏng đang đứng ngoài nhìn vào con người như những sinh vật xấu xa. Đối với những người đang cố làm việc để kiếm sống, lo lắng về các hóa đơn, chiến đấu với bệnh tật, việc dành thời gian cân nhắc xem thế giới của chúng ta có thực hay không là một điều rất thiếu thực tế. Theo Nick Bostrom, người đặt nền móng cho thuyết thế giới giả lập, viết rằng có ít nhất một trong ba mệnh đề sau đây là đúng. Đầu tiên, các nền văn minh thường tuyệt chủng trước khi có khả năng phát triển được mô phỏng thực tế. Thứ hai, các nền văn minh tiên tiến thường không quan tâm đến việc tạo ra các mô phỏng thực tế. Và cuối cùng, gần như chắc chắn chúng ta đang sống bên trong một mô phỏng máy tính. Trong bài viết của mình, Marcelo Gleiser đã chỉ ra sai lầm cơ bản của Nick Bostrom. Trước tiên, ông lập luận nếu chúng ta đang sống trong một mô phỏng do một chủng tộc siêu tân tiến điều hành thì không có gì ngăn cản bởi họ cũng chỉ là một phần của mô phỏng bởi chủng tộc siêu nhân cấp tiến hơn. Điều này sẽ dẫn đến một vòng lặp hồi quy vô tận, đồng thời đưa đến câu hỏi kinh điển trong triết học là ai là người đầu tiên tạo ra mô phỏng. Thứ hai, tại sao giống loài nào đó thuộc thế hệ tiến hóa sau con người hoặc người ngoài hành tinh lại muốn mô phỏng loài người ở cấp độ hiện tại? Khi đánh giá về hành động của một trí thông minh mà chúng ta chưa từng biết đến, câu hỏi cơ bản nhất là tại sao họ lại làm như vậy? Chúng ta không có bất kỳ hiểu biết nào về ý định của họ, giáo sư Marcelo Gleiser lập luận. Dù chưa xác định được sự thật là gì, bản thân thuyết thế giới giả lập tác động xấu đến lòng tự trọng của con người. Nó khiến những người tin tưởng từ bỏ ý thức tự chủ của họ và trở thành người theo chủ nghĩa hư vô. Rốt cuộc, nếu tất cả đều là một trò chơi lớn mà chúng ta không thể kiểm soát, thì tại sao phải bận tâm? Hành động hoặc ý thức về việc này có thể tạo ra khác biệt gì? Giáo sư Marcelo Gleiser cho rằng, quan điểm thế giới giả lập gần với triết học hư vô, muốn biến con người trở thành thứ họ định đoạt, loại bỏ ý chí đấu tranh cho những gì chúng ta tin tưởng. Xét cho cùng, đây cũng là một giả thuyết chưa thể chứng minh hay hoàn toàn bác bỏ. Làm thế nào chúng ta có thể chứng minh được rằng mọi thứ trước mắt của chúng ta, vũ trụ mà chúng ta đang sống với hàng tỷ hành tinh, ngôi sao hay thiên hà là một sản phẩm giả lập của trí tuệ siêu việt nào đó?